Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 45. Vô số người tu võ nghe vậy đều cùng nhìn về phía khu vực đấu giá của nhà họ Tô. Một luồng khí rét lạnh như băng xương khóa chặt lão già áo xanh, vừa rồi đánh đập tôi thích lắm nhỉ. Bây giờ đến lượt tôi. Diệp Bắc Minh nhe răng cười. Anh bước từng bước tới chỗ lão già áo xanh, tóm lấy một cánh tay của ông ta. Rồi xé mạnh xuống. Á! Lão già áo xanh hét thảm, định phản kháng nhưng lại không thể. Khí tức của huyết long, tổ long và long hồn ập tới chỗ ông ta khiến ông ta không sinh nổi lòng phản kháng. Ngay sau đó, yết hầu của lão già áo xanh bị Diệp Bắc Minh tóm lấy, cảm giác tử vong ập tới. Giọng anh vang lên hệt như thần chết giáng thế, để tôi xem cổ của ông có đủ cứng hay không. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên, yết hầu của lão già áo xanh bị bóp nát. Đầu ông ta nghiêng qua một bên, chết không nhắm mắt. Mẹ ơi! Mọi người hít một hơi thật sâu. Thời gian như ngừng lại. Diệp Bắc Minh lắc đầu thở dài, xem ra cổ của ông không cứng lắm nha. Đôi mắt anh rời qua lão già áo đen và lão già áo tím, nói, người tiếp theo. Người tiếp theo. Ngay khi ba chữ ấy vừa dứt, trái tim mọi người loạn nhịp như sắp nổ tung tới nơi. Không gian im lặng như tờ. Cả người Lục Đằng ướt đẫm. Lòng ông ta bỗng nhiên sinh ra một nỗi sợ không thôi, tên Diệp Bắc Minh này rốt cuộc là quái vật gì thế? Tại sao lại mạnh đến vậy chứ? Những người còn lại ngây dại đứng nhìn. Bọn họ đã bị anh dọa sợ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu không ai trả lời thì các ngươi đi theo cùng nhau đi. Rồi anh nhìn vào lão già áo đen và lão già áo tím. Gầm gừ. Anh vừa dứt lời, ba con rồng đằng sau gầm lên. Trái tim mọi người đập mạnh, bọn họ dần tỉnh lại từ trong cơn ngây dại. Giọng lão già áo đen hơi khàn, xen lẫn một nỗi khiếp sợ cùng cực, khí thức của ma tộc, Diệp Bắc Minh cậu không phải là con người, cậu là ma tộc. Ông ta vừa nói thế, cả không gian xôn xao. Cái gì? Ma tộc. Tên nhóc đó là ma tộc. Vô số người tu võ sửng sốt, lùi về sau theo bản năng. Tô Lê kinh ngạc nhìn anh, cậu ta là ma tộc ư? Đôi mắt Lục Đằng đỏ bừng, ma tộc và con người là kẻ thù không đội trời chung, Diệp Bắc Minh cậu tới tinh đảo có mục đích gì hả? Bà lão bên cạnh nhan như ngọc đăm chiêu nhìn cô ta. Như Ngọc, con có biết cậu ta là ma tộc không? Nhan Như Ngọc không tin lắc đầu nói, không thể nào, sao cậu Diệp lại là người của ma tộc được chứ? La Vãn Vãn gật đầu phụ họa, bà, trông cậu ta giống hệt nhân loại, sao lại là ma tộc được chứ? Có phải hay không cứ xem là biết. Ánh mắt bà lão trầm ngâm. Xung quanh rộ lên tiếng xôn xao. Giọng nói của lão già áo đen hơi khàn vang lên, Diệp Bắc Minh, lão phu hỏi cậu một câu, cậu là ma tộc phải không? Diệp Bắc Minh cười cợt đáp lời, đúng thì thế nào mà không thì sao chứ? Lão già áo đen lạnh mặt nói, nếu như cậu là ma tộc thì hôm nay cậu sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục hả? Ha ha ha! Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, chúc mừng ông đoán trúng rồi đó. Tôi chính là ma tộc. Cái gì? Vậy mà anh lại dám thừa nhận? Tất cả mọi người khiếp sợ. Nhan Như Ngọc sửng sốt, ánh mắt cô ta xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, cậu ta là ma tộc thật sao? Sắc mặt bà lão tối sầm, Như Ngọc, con dám cấu kết với ma tộc ư? Con dám nhờ sư phụ tới cứu cậu ta nữa, con chuẩn bị hủy hoại danh tiếng sư phụ xây dựng cả đời chỉ trong chốc lát ư? Nhan Như Ngọc nóng nảy đáp, sư phụ, con không có. La Vãn Vãn vội vàng giải thích, bà, chị Nhan không có ý đó. Hừ, bà lão chỉ hừ, không thèm nói câu nào. Ánh mắt Tô Lê thay đổi, nghĩ thầm, cậu ta là ma tộc thật sao? Vô lý, đại lục chân võ không hề có dòng dõi ma tộc mà. Hay là cậu ta đến từ thế giới cao cấp hơn? Thế nhưng từ tin tức mà mình nhận được thì cậu ta đến từ Côn Luân Hư. Côn Luân Hư, từ đã, lẽ nào? Cô ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Lục Đằng quá to, tất cả mọi người có nghe rõ chứ, Diệp Bắc Minh chính là ma tộc. Lão Phu vốn cảm thấy rất kỳ lạ,
sao trên người cậu ta lại có nhiều đan dược phẩm chất cao đến thế? Chắc chắn là đã giết người khác cướp lấy rồi. Ma tộc khát máu, tàn nhẫn, tà ác, người người đều phải diệt bọn chúng. Kính mời các vị ra tay tiêu diệt tên ma tộc này. Trong chốc lát, cả đám đông đều im lặng. Không một ai ra tay. Lục Đằng nhận ra suy nghĩ của mọi người, bèn nói, các vị à, tên này là ma tộc, bản tính của cậu ta vốn hung tàn rồi. Thân là người tu võ, nên có sứ mạng trừ ma vệ đạo. Hơn nữa, trên người cậu ta còn có một số lượng lớn đan dược và nguyên liệu. Chỉ cần các vị hỗ trợ Thương Khung cung tôi tiêu diệt cậu ta thì đan dược và nguyên liệu trên người cậu ta sẽ do Lục Đằng tôi chia đều. Chỉ cần là người ra tay thì đều sẽ có một phần. Sắc mặt mọi người có chút dao động. Bọn họ còn do dự. Diệp Bắc Minh dừng lại, anh muốn xem thử có bao nhiêu người muốn giết mình. Lục Đằng lại bổ sung thêm một câu, hơn nữa, từ nay về sau, thế lực sau lưng các vị sẽ là bạn bè của Thương Khung cung bọn tôi. Dứt lời, mọi người thở hổn hển. Thương Khung cung là chỗ dựa vững chắc nhất đại lục thượng cổ. Nếu làm bạn với Thương Khung cung chẳng phải có quan hệ gián tiếp với đại lục thượng cổ hay sao? Một bước lên trời đó. Lên thôi. Một người đàn ông bước ra khỏi hàng, nhà họ Võ đồng ý gia nhập. Người thứ hai bước ra là một lão già. Tính cho nhà họ Hồng tôi một phần. Người thứ ba là một người phụ nữ, sắc mặt cô ta lạnh lùng, Thanh Yến Môn nguyện lòng bỏ một phần sức lực tiêu diệt tên ma tộc kia. Tôi. Còn tôi nữa. Đại diện 20 mấy thế lực bước tới. Tất cả đều ở cảnh giới thần chủ. Có vài người trong đó mang mặt nạ tham gia đấu giá đan dược cấp đế trong tay Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Chu Chí Cao trắng bệch, các người. Các người mới mua đan dược từ trong tay đại ca tôi mà giờ quay ra cắn ngược một phát ư. Người phụ nữ đến từ Thanh Yến Môn kia cười khẩy đáp trả, cái gì mà cắn ngược chứ? Đan dược của tên này vốn cướp được từ trong tay người khác mà. Hành động của chúng tôi là thay trời hành đạo. Lão già nhà họ Hồng lạnh lùng cười nói, cậu là người của nhà họ Chu nhỉ. Cậu dám thông đồng với ma tộc, cậu nói xem chúng tôi có nên liên thủ với nhau đối phó với nhà họ Chu một chút không? Ông! Sắc mặt Chu Chí Cao trắng như tờ giấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Đằng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, đừng quan tâm tới cậu ta, mấy gia tộc bé nhỏ đó chỉ cần một câu của lão là đủ chết rồi. Mọi người tập trung ứng phó với tên kia đi, cẩn thận bị lật thuyền trong mương đó. Người phụ nữ đến từ Thanh Yến Môn mỉm cười duyên dáng nói, ha ha, 20 mấy người chúng ta đều là cảnh giới thần chủ. Lại còn có 2 vị thái thượng trưởng lão ở đây nữa, làm sao thua được chứ? Lục Đằng vẫn nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm nói, để coi biểu hiện của các người. Giết! 20 mấy cường giả cảnh giới thần chủ đồng loạt ra tay, sát ý lạnh như băng bao phủ Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ đến từ Thanh Yến Môn tung ra một đống ám khí, nhắm thẳng vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh. Anh nhấc chân lên thi triển ảnh thuấn. Ám khí găm vào khoảng không. Người phụ nữ đến từ Thanh Yến Môn nhướng mày, người đâu rồi? Lão già nhà họ Hồng hét lớn, cẩn thận đằng sau. Cái gì? Người phụ nữ Thanh Yến Môn cảm thấy cổ hơi lạnh bèn quay đầu lại. Trong ánh mắt người phụ nữ phản chiếu dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, cậu. Cô ta vừa định ra tay nhưng hoảng hốt khi thấy mình đã mất đi cơ thể. Còn đầu của mình đã bay ra ngoài. Thanh kiếm này là... Người phụ nữ đến từ Thanh Yến Môn nhận ra thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh. Tiếc rằng lại không nói nên lời. Người đàn ông trung niên tới từ nhà họ Võ trầm giọng quát, kiếm long đồ, danh con, bí mật trên người cậu nhiều thật đó. Diệp Bắc Minh cười khẩy đáp trả, bí mật của tôi có nhiều lắm, vấn đề là ông có mạng để biết hay không thôi. Anh giẫm mạnh chân, bay thẳng tới chỗ người đàn ông trung niên nhà họ Võ kia. Cậu! Người đàn ông trung niên tới từ nhà họ Võ kia sợ khiếp người, ông Hồng, mau giúp tôi. Lão già nhà họ Hồng xông lên quát to, danh con, đừng hòng hại người. Diệp Bắc Minh tạm từ bỏ giết chết người đàn ông trung niên tới từ nhà họ Võ kia, mà xoay người xông qua đánh với ông Hồng lao qua hỗ trợ kia. Ông thích giúp người quá nhỉ.
giọng nói rét lạnh vô tình vang lên. Ma huyết sôi trào. Giây sau anh đã xuất hiện ngay trước người ông Hồng, kiếm đoạn long hung tàn chém xuống bả vai ông Hồng. Tiếng răng rắc nổ lên. Ông Hồng ngã lăn ra đất như một con chó chết. Mẹ ơi! Mọi người hít một hơi thật sâu. Cảnh giới của ông Hồng là thần chủ trung kỳ, vậy mà không thể đỡ được một đòn của tên đó sao? Diệp Bắc Minh nhấc chân lên, rồi giẫm mạnh xuống đầu ông Hồng, nhớ cho kỹ, Diệp Bắc Minh tôi muốn giết ai thì bất kỳ ai ra tay giúp đỡ. Tôi sẽ giết người đó. Giọng điệu của anh rất nghiêm túc không chút đùa cợt. Lời nói ấy lọt vào tai những người khác chẳng khác nào tuyên án của thần chết. Lưng mọi người lạnh ngắt. Rầm. Diệp Bắc Minh liếc mắt dừng trên người đàn ông trung niên nhà họ Võ kia, ông là người đầu tiên nhảy ra bảo muốn giết tôi nhỉ. Người đàn ông trung niên nhà họ Võ kia sợ tới mức tim như sắp nổ tung. Ông ta hối hận rồi. Nếu biết tên này hung tàn như vậy thì ông ta sẽ không đời nào ra tay đâu. Vút. Diệp Bắc Minh từ từ bước tới. Cứu tôi. Người đàn ông trung niên tới từ nhà họ Võ xoay người tháo chạy. Những người còn lại nghĩ tới câu nói của Diệp Bắc Minh nên chẳng ai dám ra tay. Bỗng nhiên, lão già áo đen quát to, Diệp Bắc Minh, cậu quá ngông cuồng. Cậu nghĩ mình vô địch thật sao? Một bóng đen đánh tới, chặn Diệp Bắc Minh lại. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ông không phục à? Rồi anh hét to lên, tôi đây chuyên trị những kẻ không phục. Suy nghĩ tàn sát, ma khí và long huyết kết hợp lại với nhau. Sức mạnh bùng nổ. Kiếm đoạn long chém xuống, lưỡi kiếm nặng nề như núi đổ. Nụ cười của lão già áo đen cứng đờ, cơ thể mất tự chủ phát run. Ông ta không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Ngay khoảnh khắc ấy, rốt cuộc ông ta đã biết sao lão già áo xanh lại chết gọn gàng như vậy. Phụt. Máu thịt bay tung trời. Ôi mẹ ơi! Từng tiếng than thở khiếp sợ truyền tới. Mấy cao thủ cảnh giới thần chủ còn lại run rẩy không ngừng, răng va vào nhau kêu lập cập. Lục Đằng trừng to mắt như muốn rơi ra ngoài, tên xúc sinh kia, làm sao cậu dám? Tô Lê hoàn toàn ngây người, thực lực của anh ta là sao vậy? Khí tức cảnh giới hợp nhất, lại có thể giết được Ngụy Thần Đế. La Vãn Vãn há to cái miệng nhỏ, chị Nhan, anh ta thật mạnh mẽ. Bà lão không thể tưởng tượng nổi, như Ngọc, còn mau nói cho ta biết lai lịch của kẻ này. Sức chiến đấu kinh khủng này, cho dù là huyết mạch ma tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhan như Ngọc lắc đầu, sư phụ, con thật sự không biết. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Diệp Bắc Minh xoay người đi đến trước mặt người đàn ông trung niên nhà họ Võ. Người đàn ông trung niên nhà họ Võ bị dọa đến mức quỳ trên mặt đất, đại nhân, tha mạng. Rầm rầm rầm. Ông ta điên cuồng đập đầu xuống đất, máu chảy ồ ạt. Những người còn lại đều ngây ra, đường đường là cảnh giới thần chủ, thế mà lại bị dọa đến mức quỳ xuống. Ầm. Kiếm đoạn long nghiền ép xuống, người đàn ông trung niên nhà họ Võ hóa thành một bãi máu tại chỗ. Không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Bắc Minh đã đi đến trước mặt lão già mặc áo bào tím. Lão già mặc áo bào tím vừa định ra tay, lực lượng của huyết long, tổ long, long hồn đã bộc phát ra. Lão già mặc áo bào tím ngây ra một chút. Ầm. Kiếm đoạn long không hề nương tay chém xuống, máu me bay tán loạn. Chạy, chạy mau, chia nhau ra chạy. Những tiếng kêu vô cùng hoảng sợ vang lên. Vèo, 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 vèo. 20 người cảnh giới thần chủ còn lại liều mạng bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Muốn chạy, có khả năng sao? Phần thiên chi diễm. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Ầm. Từ trong lòng bàn tay anh dâng lên một ngọn lửa, sau đó chia làm 20 phần, hình thành 20 con rồng lửa. Rơi vào trên người 20 cảnh giới thần chủ giống như sao băng. A. À, không. Đây là lửa gì? Không. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ mấy giây sau. 20 người cảnh giới thần chủ đều đã ngã xuống toàn bộ. Đám người tu võ ở đây bị dọa đến mức câm như hến, không ngừng run rẩy. Ánh mắt già nua của bà lão vô cùng nghiêm nghị, lại có chút kinh ngạc dị hỏa. Thế mà tên nhóc này lại có dị hỏa.
Diệp Bắc Minh không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của đám người. Anh nhìn về phía Lục Đằng, không phải ông rất muốn giết tôi sao? Vì sao lại run rẩy thế? Cậu! Lục Đằng bị dọa đến mức không ngừng run rẩy, tê cả da đầu, Diệp Bắc Minh, đúng là cậu rất khủng bố, nhưng cậu lạm sát kẻ vô tội như vậy cũng đã hoàn toàn chứng minh thân phận ma tộc của cậu rồi. Thương Khung Cung cộng thêm thế lực sau lưng 20 mấy cảnh giới thần chủ này, cậu không sợ sao? Diệp Bắc Minh cười, từ khi tôi bắt đầu tập võ đã không biết cái gì là sợ rồi. Còn nữa, bây giờ tất cả kẻ địch của tôi đều đã chết rồi. Không có một ngoại lệ. Lục Đằng run rẩy một chút, cậu. Đột nhiên. Ha 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 ha. Ông ta bật cười ha hả, Diệp Bắc Minh, hôm nay cậu không giết lão phu được đâu. Lão phu đang ở trong phòng đấu giá nhà họ Tô, cậu dám giết lão phu. Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh đã đánh thẳng về phía Lục Đằng, có gì mà tôi không dám. Trong nháy mắt anh đã xuất hiện ở trước người Lục Đằng, kiếm đoạn long chém thẳng đến đầu của ông ta. Cậu điên rồi sao? Lục Đằng bị dọa đến vãi cả linh hồn. Người trẻ tuổi, dừng tay. Trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô cấm chỉ bất cứ kẻ nào động võ. Hai giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai lão già một béo một gầy giữ cửa xuất hiện. Thế mà lại chặn được một kiếm của Diệp Bắc Minh. Một luồng khí kinh khủng nổ tung, sắc mặt hai lão già một béo một gầy trở nên trắng bệch, lực lượng của tên nhóc này. Quá kinh khủng. Hai vị tiền bối cứu tôi. Lục Đằng giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Hai lão già một béo một gầy nhíu mày. Thân là cung chủ của Thương Khung Cung, biểu hiện của ông ta có chút mất mặt. Tô Lê nhanh chóng tiến lên, xin anh Diệp hãy dừng tay, đây là quy củ của nhà họ Tô. Nhà họ Tô tôi không muốn đối đầu với anh, nhưng đây là quy củ nhiều năm của phòng đấu giá, bất kỳ người nào cũng không được đánh nhau trong phạm vi của phòng đấu giá. Diệp Bắc Minh mở miệng, cô Tô, tôi nể mặt cô, sẽ không đánh nhau trong phạm vi của phòng đấu giá nhà họ Tô. Lục Đằng biết mình không chết được, ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc, Diệp Bắc Minh, cậu to gan lắm. Cậu thật sự rất to gan. Giết ba thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung, chuyện này, Thương Khung Cung sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Diệp Bắc Minh không thèm để ý đến uy hiếp của Lục Đằng. Anh nhìn về phía Tô Lê, nhưng nếu tôi ra tay ở bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô thì không coi là làm trái quy củ của mấy người chứ. Có ý gì? Tê Lê sửng sốt một chút. Một giây sau, cô ta liền biết anh có ý gì. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, huyết long, tổ long, long hồn, giết cho tôi. Gào. Tiếng rồng gầm vang vọng toàn bộ con đường. Hư ảnh ba con rồng hiện ra, lao về phía Lục Đằng từ ba phương hướng. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, ánh sáng trắng nổ tung. Người phản ứng nhanh liền vội vã nhắm mắt lại, người phản ứng chậm trực tiếp bị chói mù. Sau một lát. Đợi đến khi một lần nữa mọi người mở mắt ra nhìn về phía Lục Đằng. Tất cả mọi người đều trợn to con mắt, há to miệng, hoàn toàn không nói ra lời. Cung chủ Thương Khung Cung Lục Đằng đã biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái hố kinh khủng sâu 10 mấy mét. Mà Diệp Bắc Minh đã sớm không thấy bóng dáng. Chấm chấm chấm. Tinh đảo, trong sơn cốc nào đó. Mấy cây ngân châm rơi xuống, đâm vào trong cơ thể Chu Chí Cao. Lại cho hắn ta ăn 3 viên đan dược. Được rồi, thương thế của cậu đã gần như khôi phục hoàn toàn. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, đúng rồi, còn có một việc nữa. Chắc hẳn thiên phú tập võ của cậu vô cùng tốt, nhưng về sau hình như bị người ta hạ thuốc dẫn đến gân mạch tàn phế 1/3. Tôi đã thuận tay chữa khỏi hết cho cậu rồi đấy. Chu Chí Cao sửng sốt, đúng là khi còn bé thiên phú tập võ của tôi rất tốt. Về sau đột nhiên biến thành một kẻ vô dụng. Lão đại, tôi. Chu Chí Cao đang muốn nói chuyện, con người đột nhiên co mạnh lại. Chỉ nhìn thấy. Trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra một khí tức cực kỳ kinh khủng, đẩy lui hắn ta ra ngoài. Ma huyết trong cơ thể sôi trào, giống như là nước sông đang gầm thét. Bầu trời trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Mà cảnh giới võ đạo của Diệp Bắc Minh cũng từ cảnh giới hợp nhất sơ kỳ vọt thẳng tới cảnh giới thánh.
Trên mặt Diệp Bắc Minh toàn là vẻ không dám tin, tiểu tháp, đây chính là lực lượng do ma huyết bị kích hoạt sinh ra sao? Đậu má, cũng quá nghịch thiên đi. Không cần đột phá cảnh giới nhỏ, mà trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn. Anh còn chưa kịp hưng phấn xong. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Bắc Minh truyền đến một tiếng rung. Kiếm càn khôn chấn ngục động đậy. Vào lúc kiếm càn khôn chấn ngục động đậy, tháp càn khôn chấn ngục trực tiếp nói tục đậu má. Nhóc con, mẹ nó cậu cũng quá nghịch thiên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, cái gì không có khả năng. Tháp càn khôn chấn ngục vô cùng kích động, nhóc con, từ khi chủ nhân đời thứ nhất ngã xuống. Kiếm càn khôn chấn ngục mới chỉ nhận tổng cộng 10 chủ nhân. Trong đó có 9 lần đều là ký chủ đạt tới cảnh giới vực chủ, nó mới thức tỉnh. Chỉ có một người khiến kiếm càn khôn chấn ngục thức tỉnh sau khi ký chủ đến cảnh giới thần đế. Nhưng chỉ có mỗi mình cậu. Đúng là khó có thể tin. Nó hít sâu một hơi, chỉ có mỗi tên nhóc cậu thôi đó. Thế mà lúc còn ở cảnh giới thánh đã khiến kiếm càn khôn chấn ngục thức tỉnh. Còn chưa đủ nghịch thiên sao? Quả thực là mẹ nghịch thiên mở cửa cho nghịch thiên đến nhà. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nói như vậy, tôi là người mạnh nhất trong lịch sử các ký chủ sao? Tháp càn khôn chấn ngục trầm mặc. Sau một lát, một giọng nói vang lên, bàn về thực lực thì không phải. Nhưng bàn về thiên phú thì tạm thời là đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi cũng nghĩ thế, dù sao tôi có được huyết mạch ma tộc. Còn hấp thu máu rồng. Dung hợp một quả tim rồng, lại lấy được con mắt thần ma. Chứ đừng nói đến toàn bộ khí vận của các linh tướng đại lục trong tháp phủ đồ gia tăng lên trên người tôi. Tháp càn khôn chấn ngục cả giận nói, tên nhóc thối, hóa ra cậu cũng biết mình nghịch thiên như thế nào ư. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Anh suy nghĩ một cái, tiến vào thế giới bên trong tháp càn khôn chấn ngục. Phía trước. Kiếm càn khôn chấn ngục lơ lửng giữa không trung. Toàn thân đen nhánh, phía trên có rất nhiều hoa văn cổ xưa. Diệp Bắc Minh trực tiếp đưa tay ra nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục. Kiếm càn khôn chấn ngục vang lên một tiếng giống như là đáp lại. Một sức mạnh cực kỳ khủng bố truyền đến từ cổ tay. Diệp Bắc Minh dùng hết toàn lực, thế mà chỉ có thể xê dịch nó được khoảng nửa mét. Anh muốn cầm lên. Nhưng phát hiện căn bản không làm được. Điều động chân nguyên. Huyết long, tổ long, long hồn đều xuất hiện cũng không thể cầm thanh kiếm này lên được. Lần thứ nhất, thất bại. Anh thử mấy chục lần. Vẫn thất bại như cũ. Phù. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh ngồi liệt dưới đất, há to miệng thở hổn hển. Chấm chấm chấm. Bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô, khắp trốn sôi trào. Ba vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung cung bị giết chết, cung chủ cũng ngã xuống. 20 mấy cảnh giới thần chủ, tất cả đều chết dưới tay Diệp Bắc Minh, mọi người giống như là đang nằm mơ vậy. Kẻ này xuất hiện, biển thiên hải sắp thay đổi rồi. Ánh mắt bà lão cực kỳ nghiêm túc, chúng ta đi, về tinh cung. Bà ta dẫn theo Nhan Như Ngọc cùng La Vãn Vãn, nhanh chóng rời đi. Sắp thay đổi rồi. Nào chỉ là thay đổi, trời sắp sập rồi. Diệp Bắc Minh, cậu ta tên là Diệp Bắc Minh. Đi mau, truyền tin tức này ra ngoài. Vô số người tu võ vô cùng nghiêm nghị, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô lập tức vắng tanh. Chỉ còn lại bừa bộn đầy đất. Sắc mặt hai lão già một béo một gầy rất khó coi, đi lên trước tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tô Lê vô cùng đặc sắc, thật sự là khiến người ta phải kinh ngạc, đại lục chân võ lại có người nghịch thiên như vậy. Lão già gầy gò hỏi, có cần lấy danh nghĩa nhà họ Tô để truy nã cậu ta không? Tô Lê lắc đầu, không cần, anh ta không ra tay trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô. Tôi sẽ bẩm báo việc này với gia tộc, không cần các ông quan tâm. Hãy tìm người đến sửa lại cổng đi. Cô ta quay người, đi vào phòng đấu giá. Hai lão già một béo một gầy kinh ngạc liếc nhìn nhau. Sau đó gật đầu, rõ. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu thư làm sao vậy? Nếu là lúc trước, tuyệt đối sẽ không như thế. Chấm chấm chấm.
Sau khi đám người Nhan Như Ngọc trở lại tinh cung, bà lão trực tiếp rời đi. Bà ta đi thẳng lên trên đỉnh tinh cung, vào trong một cung điện được bao phủ kín bằng bản đồ. Vèo. Trên trăm con mắt đồng loạt nhìn qua. La trưởng lão, bà đã trở về. Một lão già râu tóc bạc trắng mở miệng nói, chính là chủ nhân tinh cung. Sắc mặt bà lão cực kỳ nghiêm trọng, các vị trưởng lão đều biết rồi. Đám người cùng nhau gật đầu. Việc này quan trọng như thế, chúng tôi đã biết từ sớm rồi. Kẻ này thật sự là ma tộc. Cậu ta đã giết ba vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung, còn lấy sức một mình xóa sổ 20 mấy cảnh giới thần chủ thật sao? Đám trưởng lão của tinh cung mồm 5 miệng 10 hỏi. Bà lão lắc đầu, các vị trưởng lão hãy tự mình xem đi. Bà ta đập mạnh quải trượng đầu rồng trong tay xuống, một luồng ánh sáng chiếu ra, ngưng tụ thành một bức tranh. Chính là tất cả những gì đã xảy ra bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô. Sau khi xem hết toàn bộ quá trình. Những tiếng hít khí lạnh vang lên, kiếm long đồ, thế mà lại ở trong tay người này. Trên người người này lại có tận 3 con rồng. Đúng là khí tức của ma tộc, kẻ này quả nhiên là ma tộc sao? Một chiêu giết chết Ngụy Thần Đế, làm sao có thể? Phụt 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 phụt. Trên trăm cường giả của tinh cung đều khiếp sợ đứng lên. Sâu trong đôi mắt mỗi người đều tràn ngập rung động thật sâu. Rốt cuộc tên Diệp Bắc Minh này có lai lịch gì? Trước đó không phải nghe nói cậu ta đã tiêu diệt 4 gia tộc thượng cổ sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Một lão già quát, trong vòng 15 phút, lão phu muốn tất cả thông tin về Diệp Bắc Minh. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên run run rẩy rẩy đi vào trong đại điện, Long trưởng lão, đã có thông tin của Diệp Bắc Minh rồi. Mang lên. Long trưởng lão khoát tay, một quyển sách nhỏ bay tới. Ông ta lật ra, thì thầm, Diệp Bắc Minh, chủ nhân Thanh Huyền Tông, cảnh giới hợp nhất. Tuổi tác, 24. 24 tuổi. Đọc đến đây, Long trưởng lão ngây người ra. Những người còn cũng sợ hãi đứng lên lần nữa. Cái gì? Ông trời ơi! Cậu ta chỉ có 24 tuổi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Long trưởng lão nhìn về phía dòng tiếp theo, xuất thân, nhà họ Diệp Côn Luân Hư, mẹ là Diệp Thanh Lam. Côn Luân Hư, nhà họ Diệp. Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh như chết. Mấy chữ nhà họ Diệp Côn Luân Hư này, dường như còn có ma lực hơn 24 tuổi. Lại là người nhà họ Diệp. Vậy thì bình thường. Sắc mặt trên trăm lão già vô cùng đặc sắc. Sắc mặt già nua của Long trưởng lão cực kỳ nghiêm nghị, cung chủ, nhất định chúng ta phải tìm ra kẻ này. Chủ nhân tinh cung bình tĩnh lắc đầu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần đầu óc cậu ta không có vấn đề, chắc chắn sẽ lập tức trốn đi. Long trưởng lão nhíu mày, thế nhưng kẻ này là... Được rồi. Chủ nhân tinh cung lắc đầu, việc này cứ để qua một bên đi, Diệp Bắc Minh tạm thời sẽ không lộ diện. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Ngày mai chính là sinh nhật của Như Ngọc, dựa theo ước định. Bọn họ cũng nên tới. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt trên trăm lão già ở đây đều biến hóa. Được rồi, ngoại trừ Long trưởng lão và La trưởng lão, những người còn lại đều lui ra đi. Chủ nhân tinh cung ra lệnh một tiếng. Đám trưởng lão còn lại lần lượt rời đi. Sau đó đóng cửa lại. Long trưởng lão không nhịn nổi mở miệng. Cung chủ, kẻ này. Sao kẻ này lại trông giống người trong lời tiên đoán của vị kia ở tinh cung như đúc vậy? Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Bà già gật đầu, bà già này cũng phát hiện ra, cho nên mới chạy về tinh cung ngay lập tức. Chẳng qua tất cả mọi người đều ở đó, tôi không dám mở miệng. Cung chủ, nếu như người này thật sự là đấng cứu thế của tinh cung, thân phận ma tộc của cậu ta. Chủ nhân tinh cung nhíu mày, việc này liên quan đến tương lai của tinh cung, nếu tiên đoán là thật, người này chính là nhân vật mấu chốt nhất. Long trưởng lão nghi hoặc, cung chủ dự định làm thế nào? Chủ nhân tinh cung hít sâu một hơi, Long trưởng lão, trước tiên ông phái người đi tìm người này về rồi nói. Điều trước mắt chúng ta phải làm là tiếp đãi những người kia như thế nào? Chấm chấm chấm. Ngay ngày mai.
chấm chấm chấm. Trong sơn cốc, Diệp Bắc Minh nâng tinh phách yêu thần trên tay, tiểu tháp, làm thế nào mới có thể khiến chị tiểu yêu khôi phục hình người? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, trước tiên để cô ấy ra ngoài đã. Được. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Một con hồ ly nhỏ chợt xuất hiện trước mắt, chính là lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Khoảnh khắc Đạm Đài Yêu Yêu xuất hiện, tinh phách yêu thần bắt đầu run rẩy dữ dội. Ánh sáng lóe lên, ngưng tụ ra một bóng dáng màu đỏ, đây là huyết mạch của mình. Yêu yêu, là con gái của ta. Đạm Đài Yêu Yêu nhào về phía bóng đỏ, mẹ. Nhưng vồ hụt. Diệp Bắc Minh ngây người, chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, tinh phách yêu thần là nơi chứa đựng tinh hoa sinh mệnh của yêu tộc, có một sợi tàn hồn ở trong đó cũng chẳng kỳ lạ. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Mẹ, hu hu hu, mẹ. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng đau lòng, cuối cùng con cũng nhìn thấy mẹ, yêu yêu còn tưởng là mẹ không cần con nữa. Ngày đó mọi người nhét một mình con vào trong hốc cây, con nghĩ mình chết chắc rồi. Hu hu hu, mẹ. Vẻ mặt bóng dáng màu đỏ cực kỳ phức tạp, yêu yêu, con gái ngoan của mẹ. Đang muốn nói chuyện, Đạm Đài Yêu Yêu lại đột ngột ngất xỉu. Chị tiểu yêu, tiểu tháp, chuyện gì xảy ra thế này? Diệp Bắc Minh nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Đạm Đài Yêu Yêu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, cô ấy vốn vô cùng yếu ớt, tâm trạng lên xuống kịch liệt nên đã hôn mê. Yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Bên tai anh, một giọng nói truyền đến, người trẻ tuổi, cậu là người nào của yêu yêu? Chẳng lẽ, cậu mua tôi từ phòng đấu giá về là vì yêu yêu? Mặc dù bà ấy chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Diệp Bắc Minh gật đầu, thưa bác, cháu là Diệp Bắc Minh, sư đệ của chị tiểu yêu. Bóng đỏ nhíu mày, rốt cuộc yêu yêu bị sao vậy? Vì sao con bé lại biến thành nguyên hình thiên hồ? Diệp Bắc Minh giải thích chuyện về gia tộc Đạm Đài. Bà ấy cười, ha ha ha, cuối cùng gia tộc Đạm Đài cũng bị diệt. Trời xanh có mắt, phu quân, anh trên trời có linh thiêng, cũng thấy chứ. Diệp Bắc Minh chợt phản ứng lại, bác, chẳng lẽ bố của chị tiểu yêu? Bóng dáng màu đỏ mất hồn mất vía gật đầu, chúng ta bị gia tộc Đạm Đài đuổi giết, phu quân vì để che chở cho tôi nên bị thương nặng. Đi rồi. Diệp Bắc Minh đáp bác, xin nén bi thương. Ha ha. Bà ấy cười thảm, đôi mắt nhìn về phía Đạm Đài Yêu Yêu trở nên cực kỳ dịu dàng. Nhìn chăm chú hồi lâu. Diệp công tử, cảm ơn cậu. Giúp tôi có thể gặp được yêu yêu vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Vậy để tôi dùng hết sức lực cuối cùng, làm chút chuyện cho yêu yêu đi. Bà ấy không hề do dự. Ngưng tụ tất cả sức mạnh sinh mệnh của mình. Bù. Chúng hội tụ lại, bay về phía thân thể của Đạm Đài Yêu Yêu. Đạm Đài Yêu Yêu đang hôn mê bỗng một lần nữa hóa thành hình người. Bóng dáng màu đỏ càng ngày càng mơ hồ, bà ấy nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, cảm ơn cậu đã làm hết thảy vì yêu yêu, về sau, con bé giao cho cậu chăm sóc. Diệp Bắc Minh chân thành đáp, cháu sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho chị tiểu yêu. Bà ấy vui mừng gật đầu. Được, tôi tặng cậu thêm một món quà. Vèo. Một lệnh bài màu đen bay tới. Trên lệnh bài điêu khắc một đầu rồng, còn có rất nhiều phù văn cực kỳ cổ xưa chi chít trên đó. Đây là... Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Bóng đó nói tiếp, tôi cũng không biết đây là vật gì, năm đó vật này đã gây ra họa diệt tộc cho cả tộc Thiên Hồ. Tôi là đời sau duy nhất còn sống của tộc Thiên Hồ. Chạy trốn tới đại lục chân võ, tình cờ gặp được bố của yêu yêu. Chấm chấm chấm. Hiện tại, tộc Thiên Hồ chỉ còn huyết mạch duy nhất là yêu yêu. Vật này, tặng lại cho cậu. Vừa dứt lời, biểu cảm bà ấy hơi phức tạp nhìn Đạm Đài Yêu Yêu, ký ức là nguồn gốc của tất cả đớn đau. Yêu yêu, quên hết đi con, hãy sống khỏe mạnh. Một ánh sáng rơi xuống. Bóng đỏ càng ngày càng mờ đi. Cuối cùng tiêu tán. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài, đáng thương tấm lòng bố mẹ trong thiên hạ, bà ấy xóa sạch một phần trí nhớ của cô ấy. Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, nhìn về phía bóng đỏ tiêu tán. Anh cúi người thật sâu,
vái chào, bác gái, lên. Đường bình an, một lát sau. Đạm Đài Yêu Yêu tỉnh lại, ô, tiểu sư đệ, tại sao chị lại ở chỗ này? Tất cả những gì vừa xảy ra, cô ấy đều không nhớ rõ. Biểu cảm của Diệp Bắc Minh hơi kỳ lạ. Nhưng anh không muốn khiến chị Tiểu Yêu đau lòng nên cười nói, chị Tiểu Yêu còn nhớ đến đâu. Đạm Đài Yêu Yêu nhớ lại, chị chỉ nhớ mình bị giam giữ trong thiên lao của gia tộc Đạm Đài, sau đó tiểu sư đệ em đến cứu chị. Chuyện sau đó, hình như chị té xỉu, không có ấn tượng. Diệp Bắc Minh mỉm cười, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, để em dần dần nói với chị sau. Chị Tiểu Yêu, chị vẫn còn rất yếu. Em dẫn chị đến một chỗ nghỉ ngơi. Đạm Đài Yêu Yêu dường như nhớ ra cái gì đó, những sư tỷ khác đâu. Diệp Bắc Minh sững sờ, các chị ấy đi mà không nói một lời, em cũng không tìm thấy họ. Đạm Đài Yêu Yêu biến sắc, không tốt, kế hoạch đã bắt đầu. Lông mày Diệp Bắc Minh nhảy dựng, kế hoạch gì ạ? Đạm Đài Yêu Yêu cười cười, tiểu sư đệ, chị còn có chút việc phải làm, đi trước nha. Bóng dáng cô ấy lóe lên, lao ra khỏi sơn cốc, nhanh chóng biến mất. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, bất đắc dĩ nhìn Đạm Đài Yêu Yêu bỏ đi. Còn nửa ngày nữa là sang ngày mai, thử lại lần nữa xem có thể cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên không đi. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, anh tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Trực tiếp ra tay. Thất bại hết lần này đến lần khác. Mệt lả. Mồ hôi đầm đìa. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhìn nổi, nhóc, cậu đừng mơ tưởng hão huyền. Với thực lực hiện tại của cậu, có thể xê dịch kiếm Trấn Ngục nửa mét đã rất kinh khủng rồi. Cậu muốn sử dụng nó, hoàn toàn là không thể. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không cam lòng, một bảo bối lớn như vậy đang ở trước mặt mà không thể sử dụng. Nếu tôi có thể sử dụng kiếm Trấn Ngục, đừng nói là Ngụy Thần Đế. Cho dù là thần đế chân chính tới, không mượn sức mạnh của ông, tôi cũng có năng lực đánh một trận. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, nhưng cảnh giới của cậu mới chỉ dừng lại ở thánh cảnh mà thôi. Muốn lay động được kiếm Trấn Ngục rất khó khăn. Diệp Bắc Minh cắn răng, sự thành do người, thử thêm vài lần nữa. Nuốt xuống mấy viên đan dược đế phẩm, anh tiếp tục bước lên. Thất bại. Thất bại. Tiếp tục thất bại. A. À, thất bại khoảng chừng hơn 100 lần, máu khắp người Diệp Bắc Minh sôi trào. Sau lần thứ 179 vắt kiệt sức lực, anh nắm lấy kiếm Trấn Ngục, mở ra cho ông. Ống tay áo trên hai cánh tay ầm ầm nổ tung, gân xanh nổi lên. Ong. Toàn bộ sơn cốc chấn động như đang xảy ra động đất. Bên trong không gian tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm Trấn Ngục, thế mà thật sự nhấc nó lên. Trời ạ! À. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hít sâu một hơi, nhóc, cậu! Thế mà thành công! Chấm chấm! Diệp Bắc Minh cầm kiếm Trấn Ngục, hai tay nổi đầy gân xanh. Cánh tay không ngừng run rẩy. Như thể lúc nào cũng có thể nổ tung. Kiếm này nặng cả ngàn tỷ tấn. Kiếm này khoáng đạt khí phách. Kiếm này cổ xưa thần bí. Suốt 10 giây! Chấm chấm chấm! Diệp Bắc Minh không thể kiên trì được nữa. Tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên, kiếm Trấn Ngục rơi trên mặt đất. Học, học, học. Diệp Bắc Minh há to miệng thở phì phò, cả người gần như mất hết sức lực. Để nâng kiếm Trấn Ngục lên, anh đã tiêu hao hết sức lực toàn thân. Tiếng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên, nhóc, bản tháp chỉ có thể nói một câu, trâu bò. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không được. Mặc dù có thể dơ lên, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn 10 giây. 10 giây thì đủ làm cái gì chứ? Không đủ để giết kẻ địch. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm mặt lại, sai. Sai. Nhóc, kiếm Trấn Ngục ở không gian bên trong tháp Trấn Ngục, chỉ cần cậu nghĩ, nó sẽ có thể ra ngoài, giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm nghị. Thử suy nghĩ xem, lúc cậu đang chiến đấu với kẻ địch. Đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, kiếm Trấn Ngục xuất hiện, chém xuống một kiếm. Ai có thể đỡ được một kiếm này? Mà một kiếm này chỉ cần một giây. Cậu có thể ra tay 10 lần. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng, có thể nháy mắt giết chết thần đế không?
giọng điệu Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khinh thường, thần đế tính là thứ rác rưởi gì? Cho dù là sư phụ của cậu đến cũng chưa chắc đón được một kiếm này. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sư phụ tôi đâu có yếu đến thế chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, lại sai. Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục nói, là do kiếm Trấn Ngục quá mạnh mẽ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp động đậy, đù. Chấm chấm chấm. Tinh cung hôm nay cực kỳ náo nhiệt, vô số khách khứa bước đến, gần như muốn đạp hư cửa lớn của tinh cung. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Nhan Như Ngọc, nhưng người được thảo luận nhiều nhất lại là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh kia thật sự khủng bố như thế sao? Đương nhiên là thật, lão phu tận mắt chứng kiến thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung bị kẻ này giết trong chớp mắt. Một lão già mở miệng, nhớ lại tất cả cảnh tượng ngày hôm qua, khóe mắt không ngừng co rúm lại. Hít hà. Rất nhiều người hít ngược khí lạnh. Thực lực của Diệp Bắc Minh này thật sự quá kinh khủng. Cậu ta thật sự là ma tộc ư? Bất kể có phải là ma tộc hay không, Thương Khung Cung đã hạ lệnh truy nã Diệp Bắc Minh rồi. Không chỉ là Thương Khung Cung, các tông môn đỉnh cấp như Thần Long Giáo, Bổ Thiên Giáo cũng đang truy tìm tung tích của người này. Kiếm Long Đồ đang ở trong tay cậu ta, không chỉ thế còn có cả đan dược đế phẩm nữa, mà điều còn kinh ngạc hơn đó là trên người anh ta còn có một long hồn. Nghe nói, cậu ta chỉ mới 24 tuổi. Mẹ ơi! Lại một chàng bất ngờ. Vãi trưởng, mới 24 thôi á. Thằng nhóc này là quái vật từ đâu ra thế? Rất nhiều người giật mình bất ngờ. Đại diện cho các tông môn đứng đầu như Tinh Cung, Thương Khung Cung, Thần Long Giáo và Bổ Thiên Giáo đều có mặt. Ngoài ra còn có mấy trăm tông chủ có mặt. Cả quảng trường Tinh Cung tụ tập khoảng hơn 100.000 người. Cung chủ Tinh Cung, Long trưởng lão, bà lão và một đám trưởng lão ngồi trên đài cao, bình tĩnh chờ đợi. Nhan Như Ngọc, La Vãn Vãn. Còn có Cổ Thông Thiên, Cổ Tuyền của nhà họ Cổ. Tô Lê. Từ đã. Cổ Tuyền nghe tiếng bàn tán xôn xao xung quanh bèn kinh ngạc thốt lên, ông nội, tên Diệp Bắc Minh kia đáng sợ vậy sao? Cổ Thông Thiên nhíu mày, lão phu cũng không ngờ tới, giờ mới trôi qua nửa tháng ngắn ngủi. Vậy mà sau khi tiêu diệt bốn gia tộc thượng cổ kia xong lại muốn gây là chuyện động trời như vậy. Rồi ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, sợ rằng vận mệnh của biển thiên đảo này phải thay đổi vì cậu ta. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Tiếng nổ vang tận chín tầng mây. Bầu trời rộng lớn không một áng mây mấy chốc đã dày đặc mây đen. Xoạt 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 xoạt, cả đám cầm quyền của tinh cung đứng dậy. Cổ Thông Thiên cũng đứng dậy theo. Ông nội, có chuyện gì thế? Cổ Tuyền kinh ngạc hỏi. Cổ Thông Thiên lắc đầu, đăm chiêu nhìn về một phía, đừng nói nữa, bọn họ đến đây. Bọn họ? Ai vậy chứ? Người đứng đầu Thần Long Giáo, Thương Khung Cung và Bổ Thiên Giáo và tông chủ mấy trăm tông môn đều đứng dậy, nhìn chằm chằm về hướng mây đen ùn ùn kéo tới kia. Tinh cung hét lớn, mở, thiên môn. Rầm. Không trung thay đổi, một cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Cả đám đông rộ lên. Đó là gì, trong đám đông có người hoảng hốt hô lên. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, có hơn 10 người bước ra khỏi đó. Mỗi một người đều trông tựa thần tiên hạ phàm. Dẫn đầu là một đám nam nữ cực kỳ trẻ tuổi. Phía sau mỗi người là hai ông lão khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây sẽ nhận ra ngay một cô gái trong đó. Nam Cung Uyển. Cô ấy toát ra khí chất lạnh lùng, khó gần không ai dám khinh nhờn. Cho dù vậy thì cũng có vô số đàn ông tu võ say mê như điếu đổ. Một tên thanh niên đứng trên trời cao nhìn xuống mọi người ở dưới, tôi là Mục Nguyên, đại diện cho vô tướng thần cung đến đây. Một cô gái vóc dáng nóng bỏng quyến rũ cười duyên, tôi là Lâm Hy. Một thanh niên mắt xếch giới thiệu mình, tôi là Tần Lỗi. Một người đàn ông vạm vỡ cao 2 mét tự xưng tên, tôi là Lôi Bá. Giọng nói trong veo xen chút lạnh lùng của Nam Cung Uyển vang lên, Nam Cung Uyển. Cung chủ Tinh Cung tham kiến sứ giả của vô tướng thần cung. Cung chủ đương nhiệm của Thương Khung Cung tham kiến sứ giả. Giáo chủ Thần Long Giáo, Hạ Hầu Phong tham kiến sứ giả.
Cổ Thông Thiên của nhà họ Cổ tham kiến sứ giả. Giáo chủ Bổ Thiên giáo. Nhà họ Vân ở Tinh đảo. Nhà họ Đường ở Tinh đảo. Đầu sỏ của mấy trăm tông môn đều bước lên kính chào. Bọn họ cúi đầu 90 độ. Cả quảng trường Tinh cung lập tức lặng thinh. Không gian lặng ngắt như tờ. Tất cả đều chìm trong im lặng. 5 người trẻ, 10 người già. Chỉ có khoảng 15 người thôi mà đã khiến hơn 100.000 người tu võ sợ hết hồn. Mục Nguyên vừa định mở miệng. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cô Nhan, chúc mừng sinh nhật nhé. Ai dám to gan nói chuyện đằng sau đó. Mọi người khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cửa vào Tinh cung. Bọn họ thấy một người thanh niên đang cầm một cái bánh sinh nhật đi tới. Ánh mắt Cổ Tuyền sáng rực, ông nội, cậu ta đến đây kìa. Gương mặt già nua của cung chủ Tinh cung đầy sự kinh ngạc, cậu ta đến đây làm gì? Tô Lê sững sờ, sao cậu ta dám đến đây? La Vãn Vãn bật thốt, cái gì? Cậu ta, bị điên rồi à? Cơ thể mềm mại của Nam Cung Uyển run lên, nghĩ thầm, sao cậu ta lại ở đây? Có người hét lên, Diệp Bắc Minh, tên đó là Diệp Bắc Minh. Cái gì, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh ư? Xoạt, xoạt, xoạt. Hơn 100.000 ánh mắt đổ dồn vào người Diệp Bắc Minh. Kinh ngạc, nghi ngờ, giật mình, ngơ ngác và đủ các loại biểu cảm hiện lên trên nét mặt người người ngồi đây. Tông chủ hàng loạt tông môn cũng nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Bắc Minh. Cứ như thế, dưới ánh mắt của hàng 100.000 người, Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt Nhan Như Ngọc, tôi đã đồng ý tham dự sinh nhật của cô, giờ chắc chưa muộn đâu nhỉ. Mẹ nội nó, cái gì mà tới chưa muộn chứ? Tới rất đúng lúc mới đúng. Nhan Như Ngọc kinh ngạc đứng như trời trồng, vừa mừng vừa lo. Trái tim đập loạn xạ. Trời ơi! Cậu ta có ý gì vậy? Cố tình tạo bất ngờ cho mình ư, hay là kinh hoàng đây? Nhan Như Ngọc cười khúc khích, không muộn, tới đúng lúc lắm. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi lại làm ra một hành động khiến người ta càng thêm khiếp sợ hơn. Anh chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Uyển, Uyển Nhi, lâu rồi không gặp. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng không nói nên lời. Thằng nhãi này còn quen biết Nam Cung Uyển sao? Vãi nồi! Ôi! Tất cả mọi người xôn xao. Uyển Nhi, cậu ta gọi cô Nam Cung là Uyển Nhi sao? Đây là tình huống quần què gì thế? Vừa nãy mới chúc mừng sinh nhật Nhan Như Ngọc mà giờ đã chạy tới nhận thân với Nam Cung Uyển rồi sao? Đây là tình tay ba à? Mẹ ơi, Diệp Bắc Minh đúng là mẹ của tôi luôn rồi. Vô số người tu võ trẻ tuổi kêu than. Câm miệng. Chớ nói năng bậy bạ. Trưởng bối của bọn họ sợ xanh mặt. Đây là người của đại lục thượng cổ hạ phàm xuống đây, nào dám bàn tán lung tung chứ? Anh gọi tôi là gì? Nam Cung Uyển trừng mắt, không thể tin nhìn anh. Sắc mặt Mục Nguyên xanh mét như tàu lá chuối, đôi mắt đỏ rực như sói nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Từ biểu hiện của Nam Cung Uyển thì có thể nhận ra một điều. Giữa hai người bọn họ chắc chắn có gì đó. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi gọi cô là Uyển Nhi. Mục Nguyên quát lớn, oát con kia, Uyển Nhi là tên mà mày có thể gọi à? Diệp Bắc Minh bình thản đáp trả, Uyển Nhi là người phụ nữ của tôi gọi thế có vấn đề gì không? Nam Cung Uyển sửng sốt. Cô ấy học Thái Thượng Vong Tình Quyết nên giờ sơ tâm võ đạo cũng có chút buông lỏng. Ánh mắt Mục Nguyên rực lửa, tức tối hét, nhãi nhép kia, mày nói gì? Diệp Bắc Minh lặp lại, tôi nói Uyển Nhi là người phụ nữ của tôi. Rồi anh liếc mắt nhìn Mục Nguyên, anh nghe không hiểu à? Mày chán sống rồi. Tinh khí của Mục Nguyên như bom tạc, nghe câu đó thì nổ bùm. Một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh bùng lên. Sát ý dâng lên ngút trời. Cảnh giới thần chủ. Còn trẻ vậy mà đã tới cảnh giới thần chủ rồi sao? Cung chủ Tinh cung, giáo chủ Thần Long giáo chủ Bổ Thiên giáo, Long trưởng lão, Cổ Thông Thiên và bà lão đều biến sắc. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bảo người sau lưng anh lên đi, anh không đủ tư cách đâu. Anh đưa tay lên tung ra một quyền, Mục Nguyên vừa lao tới thì đã chật vật bay ngược ra ngoài. Cậu chủ.
hai lão già đằng sau kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ anh ta. Mục Nguyên, bị đánh bại ư? Lâm Hy vô cùng kinh ngạc. Tần Lỗi nhíu mày, khí tức của tên nhãi này chỉ là cấp thánh vậy mà lại dùng một đòn đánh bại Mục Nguyên sao? Ánh mắt Lôi Bá đầy sự e dè, tôi cảm thấy giống như đang đối đầu với vua bách thú vậy. Nếu lực chiến của tôi là 5 thì cậu ta phải ít nhất là 100. Nam Cung Uyển khá bất ngờ. Nhưng mọi chuyện lại giống như dự đoán của cô ấy, người này vốn đã đi người lẽ thường rồi. Đôi mắt già nua của cung chủ Tinh Cung chăm chú quan sát, nói, hôm qua La trưởng lão nói cảnh giới của Diệp Bắc Minh là gì? Bà lão sừng sốt rồi trả lời, theo lời tông chủ thì là cảnh giới hợp nhất sơ kỳ. Vậy cậu ta bây giờ thì sao? Cung chủ Tinh Cung hỏi lại. Bà lão nhìn về phía Diệp Bắc Minh, hít một hơi rồi đáp, ôi! Cấp thánh! Chỉ mới qua một ngày mà tên nhóc này đã từ cảnh giới hợp nhất lên tới thánh cảnh rồi ư? Đó là cả một cảnh giới lớn đó, chỉ mới một ngày mà thôi. Tất cả rất bất ngờ. Giọng nói bình thản của Diệp Bắc Minh lại vang lên, nể mặt anh là bạn bè của Uyển Nhi nên tôi sẽ không giết anh. Mục Nguyên xấu hổ muốn chết, xen lẫn nỗi căm tức cùng cực, anh ta gào lên, hai vị trưởng lão, giết. Giết. Phụt. Bởi vì quá phẫn nộ và nhục nhã nên anh ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt anh ta đỏ bừng, dữ tợn hét lên, bất chấp tất cả mọi thứ, giết thằng oát con này cho tôi muốn thằng đó phải chết thật thê thảm. Bất kỳ ai dám ra tay ngăn cản hay cầu xin thì đều giết không tha. Anh ta nói xong. Hai lão già đứng đằng sau đáp lệnh, vâng thưa cậu chủ. Hai lão già kia từ từ bước ra, ánh mắt rét lạnh trời sinh, hệt như thần linh đang quan sát sinh linh trong thế giới. Khí tức cảnh giới thần đế tỏa ra khiến lòng người khiếp hãi. Nháy mắt, hai người họ đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Hai người cùng vươn tay nhắm vào đầu Diệp Bắc Minh. Lâm Hy lắc đầu, tên nhóc này chết chắc rồi. Tần Lỗi đăm chiêu nói, đắc tội với Mục Nguyên, đúng là chán sống. Từ đã. Đầu Nam Cung Uyển trống rỗng, ngực phập phồng, tim đập loạn xạ. Vút. Một tia sáng chợt lóe qua, mọi người cảm thấy mình hoa mắt rồi. Phụt, phụt. Hai lão già cảnh giới thần đế đã hóa thành hai bãi máu, bọn họ đã đi đời trong chốc lát mà thôi. Cái gì? Lâm Hy và Tần Lỗi suýt nữa nhảy dựng đứng, cả hai đứng ngây tại chỗ. Ngay sau đó, tất cả mọi người rộ lên. Chuyện gì thế này? Tôi vừa mới thấy một thanh kiếm lóe qua. Hơn 100.000 người thu võ há hốc mồm. Cổ Tuyền ôm chặt lấy cánh tay Cổ Thông Thiên hét, ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế? Cổ Thông Thiên hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, ông nội, cũng không thấy rõ. Tô Lê ngồi không vững, giết chết cả thần đế ư. Thực lực của cậu ta sao bỗng nhiên lợi hại thế? Long trưởng lão và bà lão khiếp sợ nhìn về phía cung chủ Tinh Cung, cung chủ có thấy rõ không? Cung chủ Tinh Cung vẫn nhìn vào Diệp Bắc Minh, thấy rất rõ. Cái gì thế? Hai người chăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Một thanh kiếm. Cung chủ Tinh Cung thốt ra ba chữ. Một thanh kiếm ư. Hai người sững sờ, chố mắt nhìn nhau. Diệp Bắc Minh từ từ bước đến trước mặt Mục Nguyên, một luồng sát khí ngút trời đè nặng. Diệp Bắc Minh tôi xưa nay không nương tay, nhưng nể mặt Uyển Nhi nên tha cho anh một mạng. Vậy mà anh còn muốn giết tôi nữa. Con người Mục Nguyên co rút. Cả người anh ta run bần bật. Anh ta cảm nhận được sự áp lực khủng khiếp từ Diệp Bắc Minh, cả người sợ hãi quỳ rạp xuống. Không được, tôn nghiêm của nhà họ Mục không cho phép mình làm thế. Lòng Mục Nguyên gào thét không cam chịu, ánh mắt đỏ bừng chừng nhìn Diệp Bắc Minh, là tao không ngờ rằng đại lục chân võ lại có một tên yêu nghiệt như vậy. Mặc kệ mày có lá bài chưa lật gì, hôm nay Mục Nguyên tao chịu thua. Nhưng chuyện này không yên ở đó đâu, một ngày nào đó Mục Nguyên tao sẽ khiến mày hối hận vì hành động hôm nay. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp, dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể sống qua ngày hôm nay chứ? Cái gì, mày muốn giết tao? Trong mắt Mục Nguyên tràn ngập sự phẫn nộ, mày có biết tao là? Diệp Bắc Minh đưa tay lên, một tiếng rồng ngâm vang vọng. Một con huyết long xuất hiện nghiền nát anh ta.
hành động vô cùng gọn gàng lưu loát. Trong chốc lát, Mục Nguyên hóa thành một bãi máu loãng. Mục Nguyên bị sát hại rồi sao? Trời ơi! Lâm Hy, Tần Lỗi và Lôi Bá đều hóa đá. Sáu ông lão đứng sau họ sợ hết hồn. Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội ra tay ngăn cản chút nào. Nam Cung Uyển không thể tin vào mắt mình, hét lên, Diệp Bắc Minh, anh gây ra họa lớn rồi. Những người thù võ ở đây sợ run người, hô hấp ngừng hoạt động. Diệp Bắc Minh cười đáp, Uyển Nhi, họa này lớn nhường nào chứ? Anh! Nam Cung Uyển không biết nên nói gì. Phụt! Cô ấy phun ra ngụm máu. Diệp Bắc Minh kinh hãi, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nam Cung Uyển, Uyển Nhi, cô bị sao vậy? Tránh ra, không cần anh lo. Nam Cung Uyển biến sắc, lập tức đẩy Diệp Bắc Minh ra. Thái thượng vong tình quyết, một khi rung động tình cảm sẽ bị cắn trả. Ngụm máu tươi vừa rồi kia chính là đang nhắc nhở Nam Cung Uyển không được động lòng với Diệp Bắc Minh. Nam Cung Uyển nghiến răng nghĩ thầm, xung quanh tên này đều là gái, mình là gì đâu chứ? Còn có Nhan Như Ngọc này nữa, chắc chắn cô ta có quan hệ dây dưa lằng nhằng gì đó với anh. Không được, mình không thể rung động được. Nam Cung Uyển hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, anh Diệp à, tôi không quen biết anh. Cô ấy còn tưởng Diệp Bắc Minh sẽ bám giết lấy mình. Thế nhưng, điều khiến cô ấy không ngờ là Diệp Bắc Minh lại gật đầu nói, không quen thì thôi. Rồi anh quay đầu bước tới bên cạnh Nhan Như Ngọc, cô Nhan, hai ta vừa đi vừa nói chuyện. Hả? Nhan Như Ngọc sửng sốt. Cổ Thông Thiên, Cổ Tuyền, Tô Lê và La Vãn Vãn sững sờ. Cung chủ Tinh Cung, Long trưởng lão và bà lão lòng đầy ngổn ngang. Còn những người tu võ ở đây lại ngơ ngác chết chân. Vãi nồi! Thằng nhãi này trâu bò vậy à? Dưới ánh mắt hàng trăm nghìn người mà dám tán tỉnh hai tuyệt sắc mỹ nữ luôn à? Đời này làm đàn ông không thể qua Diệp Bắc Minh rồi, cậu ta chính là hình mẫu của tôi. Vô số người tu võ thầm sợ hãi. Anh, Diệp Bắc Minh anh là đồ đáng ghét. Nam Cung Uyển hét lên, con ngươi đỏ bừng. Ngay lập tức, sau lưng tỏa ra một vầng sáng đỏ thẫm. Cả người cô ấy rơi vào trạng thái cuồng loạn cực kỳ quái dị, rít gào, Diệp Bắc Minh, anh đáng chết. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hối hả nói, nguy rồi, cô ấy bị kích thích nên tẩu hỏa nhập ma mẹ rồi. Đôi mắt Nam Cung Uyển đỏ rực, rút ra một thanh kiếm dài đâm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh. Tôi sẽ giết đồ đàn ông bội bạc nhà anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi bội bạc thế nào? Tôi có nghĩ đến việc chịu trách nhiệm nhưng cô đâu cho tôi cơ hội. Anh còn nói nữa à, câm miệng cho tôi. Nam Cung Uyển quát to. Đôi mắt cô ấy rực lửa kéo theo một luồng sát ý lạnh như băng. Mọi người nghẹn họ đứng nhìn. Lâm Hy, Tần Lỗi và Lôi Bá rất kinh ngạc. Nam Cung Uyển và Diệp Bắc Minh có quan hệ gì chứ? Cổ Tuyền ghen tị nói, hứ. Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là quá đáng. Hai người họ lao vào chiến đấu với nhau. Nhan Như Ngọc cắn bờ môi đỏ mọng, trong lòng có chút mất mát. La Vãn Vãn tức tối rậm chân nói, hừ, quả nhiên là đồ bội bạc. Vừa mới chọc ghẹo con tim chị Nhan mà giờ đã mập mờ với em gái khác. Trước mắt nhiều người như vậy mà sao cậu ta dám tán tỉnh cùng lúc hai cô gái thế? Tức chết mất, tức chết mất. La Vãn Vãn tức giận nói. Những người khác dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn qua họ. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, Vãn Vãn, đừng nói lung tung. Giữa tôi với cậu Diệp chẳng có gì cả. Cô ta càng giải thích mọi người càng cho rằng giữa hai người có gì đó mờ ám. Mẹ kiếp, tên Diệp Bắc Minh kia có chỗ nào tốt đẹp chứ? Chẳng phải chỉ đẹp trai hơn mình một chút, trẻ hơn mình một chút thôi sao? Đúng thế. Tưởng đẹp trai là ngon à, có thể no bụng được hả, rất nhiều đàn ông ghen tị gật đầu. Giữa sân, Diệp Bắc Minh tung một quyền đánh Nam Cung Uyển lui về sau. Một con huyết long bay ra vây lấy cô ấy, Uyển Nhi, cô bình tĩnh chút đi. Nam Cung Uyển hét, câm miệng, đàn ông bội bạc đều là đồ đáng chết. Cô ấy từ từ bước lên, phung trường kiếm trong tay chém ra hơn 10 lưỡi kiếm khí.
Diệp Bắc Minh biết Nam Cung Uyển đã nhập ma rồi. Vút, vút, vút. Anh vung tay bắn ra mấy cây ngân châm găm vào cơ thể của Nam Cung Uyển. Cô ấy kêu đau đớn, nháy mắt cơ thể đã bị khóa cứng. Diệp Bắc Minh bước lên, trong đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Uyển ngập sợi máu, trông rất lộn xộn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, này nhóc, cô ấy tu luyện công pháp Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Vong Tình ư? Sắc mặt Diệp Bắc Minh rất khó coi, tôi đã từng nghe sư phụ nói rằng loại công pháp này vô cùng tàn nhẫn. Nó bắt người phải quên thất tình lục dục, cuối cùng trở thành một kẻ vô tình. Không chỉ quên tình yêu nam nữ mà còn quên cả tình thân, tình yêu cha mẹ, mọi loại tình cảm. Sao Uyển Nhi lại tu luyện loại công pháp này chứ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, sao tôi biết được? Một khi tu luyện Thái Thượng Vong Tình buộc phải quên đàn ông, không được có chút tình cảm nào. Vừa rồi chắc là do cô ấy rung động nên đã bị kích thích dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi liên hồi. Khi người tu võ tẩu hỏa nhập ma thì phải hủy cả võ. Rồi anh nhìn về phía Nam Cung Uyển. Con người cô ấy càng đỏ rực hơn, trạng thái đầy cuồng loạn. Chân nguyên trong lục phủ ngũ tạng tán loạn khắp cơ thể. Nếu cứ tiếp tục như thế thì đến quỷ môn thập tam châm không cứu cô ấy được nữa. Uyển Nhi, xin lỗi. Diệp Bắc Minh nói một câu. Anh cầm cổ tay Nam Cung Uyển, một con huyết long lao ra, đi vào cơ thể Nam Cung Uyển. Nó điên cuồng cắn nuốt chân nguyên của cô ấy. Cảnh giới của Nam Cung Uyển từ rớt xuống. Ánh mắt cô ấy dần trong veo trở lại. Cô ấy bừng tỉnh, anh, Diệp Bắc Minh anh làm gì vậy? Diệp Bắc Minh giải thích, Uyển Nhi, cô luyện Thái Thượng Vong Tình dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu cô không bỏ công lực của mình thì phải đối mặt với cái chết. Nam Cung Uyển cắn môi, đồ bội bạc, tôi có chết cũng không cần anh cứu. Nói xong, cô ấy lấy một thanh trường kiếm ra khỏi nhẫn chứa đồ rồi kề lên cổ mình. Diệp Bắc Minh giữ chặt mũi kiếm. Anh ngang ngược nói, người phụ nữ của tôi không cho cô chết, cô không được phép chết. Anh! Nam Cung Uyển vừa thẹn vừa tức, ai là người phụ nữ của anh chứ? Diệp Bắc Minh cười to nói, tôi nói phải thì phải. Dứt lời, anh tiến lên ôm lấy bờ eo thon thả của Nam Cung Uyển rồi hôn cô ấy. Hơn 100.000 người tu võ đứng đây sững sờ. Cùng lúc đó, ở Đại Lục Thượng Cổ, Vô Tướng Thần Cung, trong một cung điện cổ kính, một ánh đèn vàng rực bỗng vụt tắt. Trong cung điện, một người thanh niên bỗng mở to mắt, trong ánh mắt đầy sự hoang mang và kinh hoàng, Mục Nguyên chết rồi, sao lại thế? Xoạt, xoạt, xoạt. Lúc này, có ba lão già nhanh chóng vọt vào đại điện. Bọn họ cũng cảm giác được đèn linh hồn của Mục Nguyên đã bị dập tắt. Chuyện gì xảy ra thế? Sao Mục Nguyên lại bỏ mạng rồi? Ba lão già cùng nhíu mày. Mục Hàn nhíu mày, con thứ thì chính là con thứ, đồ vô dụng ấy chút việc vặt ấy cũng làm không xong. Chết thì cứ chết đi, đèn linh hồn của người khác không sao là được. Anh ta đăm chiêu nhìn về đèn linh hồn của Nam Cung Uyển. Một ông lão khó hiểu bèn hỏi, chẳng phải mới đi qua cửa dịch chuyển à, chắc mới tới đại lục chân võ nhỉ. Ông lão bên cạnh thấy lạ, lẽ nào trong quá trình dịch chuyển đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mục Hàn cười bảo, cứ xem là biết thôi. Nói xong, Mục Hàn lấy ra một cái kính bằng đồng từ thời xa xưa, trên đó được điêu khắc chi chít dấu ấn. Một luồng chân nguyên được rót vào. Rầm. Trong kính hiện lên hình ảnh trên quảng trường ở Tinh Cung. Đúng lúc chiếu đến cảnh Diệp Bắc Minh hôn Nam Cung Uyển. Cái này. Ba ông lão hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hàn. Mặt Mục Hàn xanh mét như tàu lá chuối, trán nổi rõ mạch máu. Trong mắt anh ta đỏ bừng, suýt nữa nhỏ máu, Uyển Nhi. Tên chó má này dám khinh nhờn Uyển Nhi hả? Cậu ta là ai? Một luồng khí quét qua, trong đại điện ngăn nắp trở thành một đống ngổn ngang. Lúc này, trên quảng trường Tinh Cung, Nam Cung Uyển muốn đẩy Diệp Bắc Minh ra nhưng người không có chút sức nào. Anh, buông ra. Diệp Bắc Minh cong môi tươi cười nói, tôi sẽ không cho cô chết, càng không để cô quên tôi.
Tôi sẽ gọi lại cô nhớ ngày ấy giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Anh dẫm chân, sương khói mờ ảo ùn ùn kéo tới. Màn sương đen bao phủ cả hai người họ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, chết tiệt. Im miệng, ông im miệng cho tôi. Mục Hàn hét lên từng tiếng thét đau thấu tận xương tủy, buông Uyển Nhi ra, con mẹ nó buông Uyển Nhi ra cho tao. Không. Lúc này, lòng anh ta đau như dao cắt. Mắt đỏ như nhỏ máu. Đại não anh ta trống rỗng. Trên quảng trường, mây mù quay cuồng. Dùng ngón chân cũng biết bên trong ấy đang xảy ra chuyện gì. Mục Hàn phát điên hét to, á, á, không được. Giọng nói khàn khàn, đầy phẫn nộ xen lẫn sự cuồng bạo vang vọng khắp đại điện. Sắc mặt ba lão già kia trở nên quái lạ. Mục Hàn biết Mục Nguyên thích Nam Cung Uyển nhưng tới tận bây giờ anh ta cũng chả thèm quan tâm. Bởi vì anh ta biết Mục Nguyên không dám động tới một sợi lông của Nam Cung Uyển. Cuối cùng, Nam Cung Uyển cũng sẽ là vợ của mình. Lúc này, cô gái được Mục Hàn chỉ định nội bộ làm vợ của mình trong tương lai giờ lại cùng với người đàn ông khác. Không, mẹ kiếp, chết tiệt. Mở cửa dịch chuyển cho tôi. Mở cửa dịch chuyển cho tôi ngay. Tôi muốn đến Đại Lục Chân Võ, con mẹ nó ông đây muốn đến Đại Lục Chân Võ. Ông đây mặc kệ thằng nhãi đó là ai, chắc chắn phải băm tên oát đó thành trăm mảnh, cho sống không bằng chết, vứt máu thịt cho chó ăn. Mục Hàn giận run người đến giọng nói cũng bị biến dạng. Một ông lão lắc đầu bảo, không có mệnh lệnh của cung chủ thì những người khác không được mở cửa dịch chuyển. Mục Hàn gào lên đầy tức giận, tôi đi tìm cung chủ. Dầm. Anh ta tung một quyền giáng thẳng xuống kính đồng, cái kính vỡ vụn. Anh ta dậm chân, mặt đất nứt ra, ngay tại chỗ đó xuất hiện một cái hố đường kính khoảng 3 thước. Mục Hàn hóa thành tàn ảnh đâm vỡ trần nhà cung điện rồi lao ra ngoài. Trung tâm quảng trường tinh cung, mây mù bao phủ che đậy tất cả mọi thứ. Chẳng biết bao lâu sau, mây mù dần tan đi. Diệp Bắc Minh và Nam Cung Uyển không chút hề hấn đứng ở đó. Thế nhưng, hai người đều đã thay một bộ quần áo khác. Dùng ngón chân cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt xinh đẹp của Tô Lê đỏ bừng, ở đây nhiều người vậy mà. Thằng nhóc này thật không biết ngượng. Dung nhan tuyệt sắc của Nhan Như Ngọc trắng bệch. Rõ ràng cô ta và Diệp Bắc Minh lại không có quan hệ gì nhưng tâm trạng lúc này lại rất rối bời. Cổ Thông Thiên sửng sốt, rồi lắc đầu nói, tên nhóc này còn đào hoa hơn lão phu lúc trẻ nữa. Giáo chủ Thần Long giáo Hạ Hầu Phong cũng cứng miệng, lão phu cũng cảm thấy mặc cảm. Giáo chủ Bổ Thiên giáo gật đầu nói, kỹ năng tán gái của tên nhãi này làm tôi phục sát đất. Những người đứng đầu các tông môn và gia tộc cũng nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt kỳ quái. Uyển Nhi, cô. Lâm Hy trố mắt nhìn. Gương mặt xinh tươi của Nam Cung Uyển đỏ bừng, có vẻ hơi ngượng ngùng, Lâm sư tỷ, tôi và Bắc Minh đã hóa giải hiểu lầm rồi. Gì cơ, Bắc Minh hả? Lâm Hy ngơ ngác. Cặp mắt xếch của Tần Lôi trợn tròn, nuốt một ngụm nước miếng nói, sư muội Uyển Nhi à, cả hai. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Bắc Minh đáp, tôi đã biết chuyện cũ của Bắc Minh rồi. Vừa rồi ở trong màn sương đen kia, Diệp Bắc Minh đã kể lại thân thế lai lịch và tất cả mọi thứ về mình ngoại trừ tháp càn khôn trấn ngục ra. Sau khi Nam Cung Uyển nghe xong câu chuyện của Diệp Bắc Minh thì suy nghĩ đã thay đổi. Người đàn ông trước mặt mình có một sức quyến rũ khó cưỡng. Diệp Bắc Minh cười nói, Uyển Nhi, tôi có chút chuyện cần xử lý. À, vâng ạ. Nam Cung Uyển gật đầu. Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Diệp Bắc Minh bước trước mặt Nhan Như Ngọc, nói, cô Nhan, hai ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Vãi cả. Quần què. Cầm thú, đồ cầm thú. Một tràng tiếng kêu than phẫn nộ vang lên, cô Nhan nhìn kỹ đi, tên nhãi kia chính là một tên tệ bạc mà. Vừa rồi xảy ra chuyện gì cô không biết sao, đừng đồng ý với cậu ta mà. Vẻ mặt La Vãn Vãn đầy cảnh giác. Cô ta bèn đứng chắn trước người Nhan Như Ngọc, chị Nhan, chị đừng đồng ý với cậu ta. Nhan Như Ngọc cắn bờ môi đỏ mọng của mình, hít thật sâu rồi nói, được, mời cậu Diệp theo tôi. Dưới ánh mắt ngây dại của mọi người, cô ta xoay người bước ra ngoài quảng trường.
Diệp Bắc Minh nhanh chân đuổi theo. Cái gì? Mẹ ơi! Tất cả mọi người đều sững sờ. Có một vài thanh niên nhíu mày, trăm nỗi nghi vấn trong lòng không được giải đáp, sức quyến rũ của Diệp Bắc Minh ở đâu ra chứ? Chấm chấm chấm. Nhan Như Ngọc dẫn Diệp Bắc Minh tới một căn phòng được trang hoàng nhã nhặn. Hương thơm thoang thoảng quấn quanh nơi đầu mũi. Nhan Như Ngọc cắn môi nói, cậu Diệp, đây là phòng ngủ của tôi. Cô ta bước đến chỗ cái bàn, di chuyển cái bình hoa trên mặt bàn một chút. Ầm. Một vầng sáng hiện lên bao phủ cả căn phòng. Cậu Diệp, bây giờ sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta. Nhan Như Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Bắc Minh. Lần trước ở tinh thần lâu, cậu nói rằng mình biết tin tức của bố mẹ tôi. Vậy đó có phải sự thật hay không? Diệp Bắc Minh gật đầu đáp, là thật. Cơ thể mềm mại của Nhan Như Ngọc run lên, ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt. Cô ta ôm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh nói, cậu Diệp, bố mẹ tôi là ai thế? Diệp Bắc Minh trả lời, bố cô chính là thần chủ tuyệt thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.